quý vị các bạn, mùa đông đang đến gần và chỉ vài ngày tới thôi là không khí lạnh đã tràn về rồi. Bạn đã có những giải pháp nào cho mùa đông năm nay chưa? Sử dụng đèn sưởi ư? Nó sẽ làm cho da của chúng ta bị khô ráp mất. Hay là mặc nhiều quần áo, như vậy thì sẽ rất bất tiện và khó thở. Đừng lo, ngày hôm nay Meta sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc chăn điện đơn Lanaform LA180109 nhé. Nệm điện đơn Lanaform LA180109 được sản xuất tại Bỉ trên dây chuyền hiện đại tiên tiến, đảm bảo mang đến tay người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt nhất. Đệm có khả năng làm ấm chỉ sau 15 đến 20 phút bật. Sản phẩm sẽ tạo cho bạn sự thoải mái và thư giãn trong suốt những đêm dài mùa đông giá rét. Để sử dụng, đầu tiên các bạn trải tấm đệm xuống giường. Tiếp theo, kết nối thiết bị với nguồn điện. Để làm ấm nhanh thì bật chế độ thứ 3 trong vòng 15 phút đầu tiên. Sau đó các bạn tùy chọn mức cài đặt mong muốn. Lưu ý là hệ thống sưởi ấm được cài đặt hoạt động liên tục trong vòng 3 giờ. Nếu như bạn muốn kéo dài thêm thời gian thì gạt công tắc về nút tắt và chọn lại chế độ mong muốn. Bảng điều khiển tích hợp với đệm. Với 3 mức nhiệt thì các bạn có thể lựa chọn. Mức 1 là mức thấp. Mức 2 là trung bình. Mức 3 là làm ấm nhanh. Các bạn có thể quan sát màn hình hiển thị rõ ràng. Chiếc đệm này có kích thước khá là nhỏ gọn nên các bạn có thể mang theo khi đi du lịch hoặc là sử dụng trên giường, trên ghế sofa rất là tiện lợi để có thể xem phim hay là đọc sách. Tuy sử dụng đệm khá là đơn giản nhưng bạn vẫn cần lưu ý một số điểm sau. Các bạn lưu ý để làm sạch đệm thì có thể giặt được bằng máy giặt ở chế độ giặt nhẹ nhưng không quá 30 độ C, không sử dụng các loại chất tẩy rửa mạnh, nên giặt nhẹ nhàng bằng tay, không giặt quá 5 lần trong vòng đời sản phẩm, không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay là trên bộ sửa nhiệt. Như vậy là Meta đã giới thiệu đến các bạn chiếc chăn điện đơn Lanaform LA180109. Vậy thì còn chưa chờ gì nữa, các bạn hãy đặt mua sản phẩm bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-3366 hoặc các bạn truy cập website meta.vn để xem những sản phẩm đang online. Xin chào và hẹn gặp lại!